hỏi mình là tại sao laser môi thì môi lại bị thâm sỉn hơn, thì mình chia sẻ với các bạn là đối với những cái nền môi ấy, mà sử dụng những cái mực hóa chất nhiều, những cái mực đấy là có những thành phần kim loại hoặc oxit sắt hoặc là những cái tạp chất nhiều ấy, thì khi mà chúng ta làm vỡ cái mực ra, bản thân tia laser ấy, nó là những cái bức xạ, là những cái tia siêu nhỏ ấy, nó sẽ xuyên vào cái trong lớp mực chúng ta và làm phá vỡ cái cấu trúc mực để cho cái mực đó nó sẽ tan ra và vỡ ra, sau đó thì cơ thể của chúng ta sẽ đào thải nó. Và khi mà mình làm như vậy á, thì những cái gốc mực đó thì ánh sáng nó sẽ làm cái mực nó trở về cái gốc nguyên thủy của nó. Đó, cho nên là khi mà làm xong thì có thể là cái mực đấy nó sẽ bị tối xỉn đi. Cái trường hợp thứ hai ấy, là do da môi của chúng ta mỏng và nhạy cảm, nên khi tia laser các tác động một cái mực là cái tác động lực ấy làm vỡ nó ra ấy, thì có thể cái da môi của chúng ta sẽ phản ứng lại bằng cái việc là nó sẽ thâm lại để là nó sẽ bảo vệ môi của chúng ta. Như các bạn biết là ví dụ như khi mà chúng ta có một cái tác động nào đấy, chúng ta đập va đập vào da của chúng ta ấy các bạn, thì là chúng ta sẽ bị thâm hoặc bị tím. Thì đấy cũng là tác động bình thường đối với môi thôi. Môi cũng giống như da trên cơ thể chúng ta, khi mà tác động bất kỳ một lực nào đấy, nếu mà chúng ta quá nhạy cảm chúng ta bị gọi là hơi bị tím ở dưới da ấy, thì nó cũng sẽ khiến chúng ta cảm giác môi chúng ta bị thâm hơn. Cho nên là thời gian trôi đi thì 1 tuần đến 2 tuần thì cái hiện tượng đấy thì nó sẽ giảm dần và nó sẽ hết nhá. Cho nên là các bạn nào mà laser môi mà hiện tượng bị thâm hơn hoặc là mực bị xỉn hơn thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm nhá. Trừ khi các bạn bị bong chóc hoặc chảy máu, hoặc là các bạn cảm thấy bắn vào da một lực quá mạnh và khiến da của chúng ta bị sùi hoặc là bị chai thì lúc này chúng ta mới lo lắng. Còn nếu mà những hiện tượng mà thâm sỉn như bình thường thì đấy là hoàn toàn là bình thường, các bạn không phải lo lắng đâu ạ. Bởi vì DK sử dụng cái công nghệ laser Picomax là công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay ấy, là khi mà laser môi cho chúng ta thì hoàn toàn không tác động những cái lực tổn thương và cái bước sóng cực kỳ nhanh nó xuyên qua da của chúng ta và không làm tổn thương về mặt da của chúng ta, cho nên là nó sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm ăn uống, không cần phải kiêng khem, có thể sinh hoạt được như bình thường nhá. Và sau khi môi ổn định rồi chúng ta có thể làm môi mới được.